Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái toàn bộ cái chương trình toán tập 1 và tập 2 và khoa học tự nhiên. Ở trong kênh của thầy đã có đầy đủ các em nha. Cả cả phần sách bài tập của chương trình toán lớp 6 và khoa học tự nhiên lớp 6 đã có rồi. Các em cứ vào đó các em xem. Lên chương trình lớp 7 chắc chắn đã có, tại vì thầy đang quay chương trình toán lớp 7 và toán lớp 10 của chương trình mới. Các em cứ yên tâm, cứ vào kênh của thầy xem nha. Chúng ta cũng có thể tham khảo qua lại giữa ba bộ, ba cái đề. Thầy sẽ quay mỗi cái bộ sách là một đề các em nha. Thì các em nếu học kết nối thì chúng ta có thể tham khảo ở Chân Trời và Cánh Diều, ta có thể tham khảo qua lại với nhau. Bây giờ thầy sẽ đưa cái đề này lên, sau đó chúng ta sẽ bấm tắt video, sau đó chúng ta tự làm trước. Nghĩa cái đề này cũng mang tính chất là tham khảo thôi các em nha. Còn nói cái đề mà ra ở trường các em ở đâu thì thầy cũng chả biết đâu, không biết được cái đề ra chỗ nào đâu. Cái đề này mang tính chất tham khảo thôi. Thì chúng ta sẽ làm trước, sau khi chúng ta làm xong sau đó mở video của thầy lên, chúng ta xem đối chiếu kết quả của cách trình bày của thầy, xem thử là nó có đúng với các em hay không nha. Ok rồi, ở trong cái đề này thì nó gồm có hai phần em. Phần thứ nhất là phần trách nhiệm là 4 điểm, gồm có 8 câu em nha. Thì mỗi câu đúng nó sẽ là 0,5 điểm, được chưa? Chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng nhất anh em này, được chưa? Đấy. Ok, chúng ta cứ xem và chúng ta làm trước, cho nên mình xem video thầy trước. Nguyên tắc mà các em xem video thầy trước là các em chắc chắn thì không thể nào giỏi được. Cơ cả khi chúng ta học ở trong chương trình sách giáo khoa hay sách bài tập hay bất kỳ chương trình khoa học tự nhiên cũng vậy anh em. Chúng ta nên tự làm trước rồi mình mở video của thầy lên xem, thì khi đó chúng ta mới giỏi được. Chứ mà các em xem video thầy trước mà các em không chịu suy nghĩ á, là chúng ta sẽ học càng thụt lùi á, hiểu chưa? Đấy, thầy bày cách học là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tắt video và chúng ta bấm dừng màn hình lại, chúng ta để màn hình như này, chúng ta làm xong chúng ta sẽ mở video lên để các em xem. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Ok nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại ở phần trắc nghiệm, thầy sẽ giải cho em ở phần trắc nghiệm 4 điểm. Ta sẽ đi sang ở câu số 1. Xét tập hợp A, ở đây người ta cho dưới dạng là tính chất đặc trưng này. Nhớ không thầy, nghe thầy nói một xíu này. Khi mà tập hợp ấy thì nó có hai cách viết. Cách viết thứ nhất là liệt kê. Liệt kê thì chúng ta liệt kê ra có bao nhiêu phần tử đó, có đúng không? Cách hai là chỉ ra tính chất đặc trưng. Như vậy thì ở đây cái câu A này này, thể loại cái tập hợp A này người ta đang viết dưới dạng là tính chất đặc trưng, hiểu nào? Trong các số dưới đây, số nào không thuộc tập hợp A? Như vậy thì ở đây các em thấy này, 8x nhỏ 12. Nếu như người ta trên đề bài này người ta yêu cầu các em mà liệt kê các phần tử dựa vào cái này, thì chúng ta thấy tập hợp A này, nhớ này, ở đây nó có dấu bằng không? Nếu có dấu bằng thì số 8 này lấy luôn. Nếu giả sử như cái đề này mà người ta xẹp xuống đây một cái, nghĩa là x lớn bằng 8 ấy, thì số 8 này lấy. Nhưng mà x ở đây nó không có dấu bằng ở đây, nghĩa là số 8 này có lấy không? Không lấy. Chứng tỏ chúng ta sẽ lấy bắt đầu từ số 9 này, số 10 này, 11 này. Số 12 này có được lấy không? Có, tại vì ở đây nó có dấu bằng này. Ở đây nó có dấu bằng thì chứng tỏ số 12 này sẽ được lấy. Đó, như vậy tập hợp A thì nó sẽ bao gồm là có 4 phần tử này. Như vậy người ta hỏi là trong các số dưới đây, số nào không thuộc tập hợp A? Nhớ là không nhé, không thuộc nhé. Như vậy số 9 này thuộc không? Có, đây số 9 có này. Số 13 có không? Không có, chứng tỏ số 13 không thuộc này. Số 11 có không? Có, đây. Số 10 có không? Có, đây. Chứng tỏ số 13 không thuộc, chứng tỏ chúng ta chọn câu B. Nên chúng ta phải đọc kỹ đề là người ta yêu cầu các em làm cái gì, các em hiểu không? Chứ ví dụ như mắt nhắm mắt mở vô, ồ số 9 này có cái quốc, số 9 câu A này là sai ngay lập tức, hiểu chưa? Đấy, tùy theo cũng trên một cái đề bài như này người ta yêu cầu cái gì. Ví dụ trên đề bài này người ta yêu cầu là tập hợp A gồm có những phần tử nào thì người ta liệt kê ra, ví dụ 9, 10, 11, 12 rồi 8, 9, 10 rồi 11, 12, 13, ví dụ thế. Thì người ta yêu cầu chọn đáp án đúng thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đây, nếu mà liệt kê phần tử, hiểu chưa? Ok, nên là toán ấy, game phải đọc kỹ đề, biết thì nó dễ mà không biết ấy, thì nó lại rất là khó. Game nhớ là như vậy. Rồi tiếp tục. Câu số 2. Số nào trong các số sau là số nguyên tố? Thầy nhắc lại này, cứ mỗi qua mỗi câu thì thầy sẽ nhắc lại phần lý thuyết. Số nguyên tố là số chỉ có hai ước, ký hiệu là chữ B, đúng không? Số tố, tập hợp số tố ký hiệu chữ B, nó chỉ có hai ước, 1 và chính nó.
Còn nếu như mà hợp số ấy, thì nó sẽ có nhiều hơn hai ước. Có nhiều hơn. Nghĩa là từ hai ước có nhiều hơn hai ước, nghĩa là ba ước trở lên thì nó đã là số nguyên tố rồi. Ví dụ số 4 đi, thể loại hợp số ấy, số 4 là hợp số, vì số 4 này nó sẽ viết được là 1 2 4, đây chính là hợp số này. Hợp số tại vì nó có ba ước này. Còn ví dụ như số 3 đi, số 3 thì chúng ta sẽ viết nó chỉ có 1 3 thôi, thì đây chính là số nguyên tố. Em hiểu nào? Như vậy số 200 tận cùng là chữ số 0. Tận cùng là chữ số 0 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 2, thì chứng tỏ số 200 này là nó sẽ có nhiều hơn hai ước. Loại ra. Số 97 tận cùng là chữ số 7. Ha, và ở đây 9 cộng 7 là bằng 16. 16 thì không chia cho 3, 16 cũng không chia cho 9. Tận cùng chữ số 7 có vẻ là số 97 này đúng không? 125 tận cùng là chữ số 5 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 5. Chúng ta dựa vào dấu hiệu chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 5 là tận cùng là chữ số 0 và chữ số 5. Như vậy đây có chữ số 5 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 1. Và tính nó và cho 5. Ngon. Ở đây tận cùng chữ số 2 là chữ số chẵn thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 1, cho chính nó và cho 2. Miễn sao thầy tìm ra được ba ước là thầy kết luận là 200, 125 và 342 là hợp số, còn số nguyên tố đó chính là 97 này. Được không? Em hiểu không? Rồi, ta sẽ đi sang là câu số 3. Vậy thôi. Ok. Câu số 3. Đây người ta hỏi gì đây? Cho tập hợp x thuộc z. Z đây chính là tập hợp gì? Tập hợp số nguyên. À, số nguyên thì bao gồm là số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương. Nằm trong cái khoảng này các em. Nằm trong cái khoảng này. Cái đề này thầy đánh nó bị lộn ngược của em. Đánh bị lộn ngược rồi. Nó sẽ là 14 chứ. 14 đúng nào? Lớn bằng x và nhỏ bằng 20 chứ. Đúng chưa? Cái đề đánh bị lộn ngược nè các em này. Xin lỗi các em nha. Cái đề đánh bị lộn ngược rồi. Cái này này. Thầy đánh bị nhầm ở đây, xin lỗi các em nha. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định này, câu A. Nếu như này. Nếu như thầy viết liệt kê ấy, thì số 14 này lấy không? 14 lấy này, rồi tới 15, 16, 17, 18, 19, 20 cái lấy không các em? Ở đây không có dấu bằng thì 20 không lấy. Như đây này. Như vậy ở đây các em thấy là 15 thuộc B, đây, 15 B này. 15 thuộc B đúng này. 13 không thuộc B đúng rồi. Có vẻ cái này hợp lý này. 20 thuộc B là sai rồi. Sai chỗ này này. Đặc biệt 20 nó không thuộc B. 21 thuộc B cũng sai, không thuộc B cũng sai, chứng tỏ đây đáp án A này. Thầy xin lỗi các em nha. Các em chắc chắn sẽ thắc mắc cái chỗ đó đúng không? Hồi nãy thầy đưa ra cái đề à, đúng chưa? Do là trong quá trình đánh nó nhảy lộn ngược cái số nữa nè, các em thông cảm nha. Ta sang đi sang câu số 4 em. Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây. Phép chia đúng nha. Ở đây là đúng chứ không phải chọn sai các em nha. Phép chia 347 cho 15 có số dư là 4. Như vậy theo em đúng hay sai? Thì để biết đúng hay sai thì chúng ta chia ra. Ví dụ ở đây 347 các em chia 15 đi ra. Đúng không? Các em lấy 34 chia 15 thì được 2. Ở đây 30 xuống 4 vào đây, 47. 47 được 3. Đúng không? Đây là 45. Đây chính là dư 2. Mà đây người ta ghi dư 4 là sai rồi này. Thấy không? Câu B các em làm tương tự như vậy. Số 400 thành loại 4792 chia cho 2 có thương là bằng 0. Đúng hay sai? Theo em đúng hay sai? Để biết đúng hay sai thì bây giờ xem thử chia nó chia hết không nè. 4792 chia 2. Đây các em. Có thương bằng 0. Wow. Ok. Rồi, câu này hợp lý ha. Bây giờ 1835 là phép chia hết, chia cho 5 đúng không? Tận cùng chữ số 5 chắc chắn chia hết này. Được chưa? Ở đây có thương bằng 0, hồi nãy chúng ta có thương là bằng 4792 chia cho 2 thì có thương bằng 0, và cái thương của nó đây chứng tỏ chúng ta loại này. Có thương là bằng 0, cho nếu như ở đây người ta có ghi là có số dư bằng 0 thì nó mới là đúng. Nhưng ở đây có thương bằng 0, nhưng mà đây cái thương của nó này, thương nó là bằng 2396 này, chứng tỏ câu B cũng sai này. Phép chia đây, phép chia hết là đúng, tại vì nó tận cùng chữ số 5 này. Nó tận cùng chữ số 5 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 5, chứng tỏ câu C này.
Không, phép chia này chia cho 3 dư 1, chứng tỏ cái này cũng sai này. Nha. Hiểu chưa? Rồi, ta sẽ đi sang câu số 5. Lũy thừa với số mũ tự nhiên có tính chất nào sau đây? Có tính chất này, ở đây nhân. Nhớ nhân này, nhân thì thầy cung cấp lại một số công thức của lũy thừa này. A mũ M nhân A mũ N thì khi nhân ấy thì chúng ta lấy cộng này. Nếu mà chia ấy thì chúng ta sẽ viết cơ số lại, viết cơ số lại lấy số mũ trừ ra. Còn nếu lũy thừa của lũy thừa, chúng ta phải nhớ về ba công thức này nha. Thì chúng ta lấy hai lũy thừa này nhân lại với nhau. Chúng ta thường hay gặp các công thức này. Ta lưu ý nha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nhân mà ở đây trừ là sai rồi này. Chúng ta nào. Ở đây phải cộng này, mà ở đây nhân là sai này. Ở đây chia là chia sai, nghe chỗ đây phải là phép trừ này. Đây nhân cộng là đúng này, câu D này. Nó đã là công thức thì không có cách nào khác. Ok, nó là đúng hay sai, để nhìn vô chúng ta sẽ biết ngay. Ta sang câu số 6. Tìm khẳng định đúng trong các hình sau. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3, có đúng nào? Tại vì sao nè? 9 thì nó bằng 3 nhân 3. Một số chia hết cho 9 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 3, thì lấy ví dụ số 27 đây. Chia hết cho 9 thì chắc chắn 27 chia hết cho 3. Ta xem thử có một số nào đó mà chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3, không thể được. Đúng không? Cái này có vị hợp lý nè. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9 chưa chắc. Thầy lấy ví dụ 3 chia hết cho 3, 6 chia hết cho 3. Đúng không nè? Nếu hai số lấy số 12 đi. Tổng ví dụ 3 cộng cho 12 thì bằng 15 thì cái này không chia hết cho 9. Sai. Chứng tỏ thầy tìm ra được số 12, thầy chứng minh câu B này sai này. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5, sai. Chỉ có số 0 thôi, tận cùng là chữ số 0 thôi, còn tận cùng chữ số 2, ví dụ như 22 đi. 22 thì đâu chia hết cho 5, không chia hết. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng. Đây, sai chỗ này nè. Nó phải là 0, 2, 4, 6, 8 thì mới đúng, tận cùng là chữ số chẵn. Ở đây nó quất thêm có chữ số lẻ là sai. Chứng tỏ chỉ có câu A này là đúng nè. Thầy đã chứng minh câu B, C, D sai chỗ nào chúng ta đã hiểu chưa? Chứ không phải là thầy giải ra liền. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Ta sẽ đi sang câu số 7 em. Trong các số sau, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3? Chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3, 25. Chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 này. Có vị hợp lý này. 15 chia hết cho 5 mà 3 này. 45 chia hết cho 5 mà 3 này. 75 chia hết cho 5 mà 3. Chứng tỏ đây câu A. Câu này dễ. Câu này rất dễ. Rồi, chúng ta xem lại một lần nữa. Bắt đầu từ câu số 1, 2. Xem đáp án đó. Câu số 3 thì do cái lỗi nó nhảy ở máy tính. Xin lỗi các em. Được chưa? Rồi, chúng ta đi sang ở cái câu cuối cùng là cúng cùi là câu câu số 8. Đây, câu số 8. So sánh 3 số 0, 5 và âm 7. Thì ở đây là số 0, số 5 là số nguyên dương, đây số âm thì chứng tỏ âm 7 nó sẽ nhỏ hơn 0. Số âm thì luôn luôn nhỏ hơn số 0 và số 0 thì luôn luôn nhỏ hơn số dương. Đúng không? Số 0 đứng trước sao rồi, âm 7 đứng trước này. Đây, câu B này. Được chưa? Như vậy câu này cũng rất là dễ. Như vậy clip hôm nay chắc tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ làm cho em một phần tự luận 6 điểm. Chúng ta nên làm trước nha. Rồi, bye bye các em. Ok, tối ngày mai thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần tự luận nha.